Nay có anh khách ở trên Lò Màng xuống xem chạy. Đây là trộm trộm tại nhà nè. Bữa nay mưa quá trời. Cái hồi nãy anh qua coi ha, cái hàng 4 tháng rồi hay gì đó. Mà buổi sáng nay có anh khách ở trên Long An xuống xem trộm. Đây là mấy em được này, được số 3, được nhảy ha. Sông lưng anh em thấy ha, tướng. Đang phải rồi, Long An xuống thì có mấy chỗ, Long An xuống nhiều rồi. Ở Sài Gòn mà anh đang đi xuống nữa. Xuống chắc 5 giờ. Chứ tới đây cũng gần chiều à. Cái à chủ nhật hả? Gì không sao anh không à mắc kẹt hả? Em không gì. Đang làm chuồng chưa xong. Đó là lựa một con cái nào đó. Kệ anh lại đến ăn coi đi cho dễ. Cho ăn cử sáng. Đó bắt con cái. Một con cái. Hai con cái rồi đó. Giờ số 1 nãy con anh thấy đó, đúng rồi. Đây là nó đang cử sáng. Hàng này là mình lựa cho anh trai 4 tháng. Anh trai mình bắt 6 con cái. Chị biết bao nhiêu con đực đây. Dưới đây một con nữa. Nè anh này là lựa, ba mình lựa cho anh ha. Rồi anh cũng chốt lên nữa. Mấy, ba con hả? Con đó là bốn, à thế, bốn con. Đây con. Nè, hàng 4 tháng nha, cái. Đây là mấy con đực nè.
baby tháng. Đang ăn kỹ sáng tròn mặt. Năm con rồi hả? Năm con. Năm con với qua bển là cái khu D1 á. Nãy con thấy có con hai con á, đẹp á. Sáu con này. Cái hàng 4 tháng 6 con. Thì bổ quy đâu cô? Qua khu bên này bắt lựa chồng trùng đực, trùng đực khẩu bị. Cái đó là góp ý thiệt á, chứ em bắt được đó, bắt chung cặp nó. Bắt cái đó nó không phải gì mà nó ủng á. Sau này nó ủng á. Khắc cha khắc mẹ luôn. Chứ mà nó không đủ cái tầm nó nhảy á. Còn con này nữa là nó già trộn. Mấy con bệnh là nó như nó đồ ghê. Mấy con đực. Đực. Được đang cử sáng. Được. Mua. Thích. Con đực này cũng đẹp. Con đực này nè, đực 85 thon. À, đánh dấu con 95 rồi đó hả? Này, lựa con đực này. Nè, thấy không? Đực hậu bị ha. Tơ thôi. Em này được hậu bị nè, anh em thấy không? Còn tơ này. Dương tốt. Hang đệ. Hang đệ hả? Hai thằng nào? 95 với 95 với 88. 88 chân cao nè. 88 chân bự đúng không? Dạ. Ồ. Ồ, 88 con này đẹp nè. Con này đẹp.
Alo. Chút xíu em gọi lại cho anh ha. Em đang có khách coi chồng ấy. Xíu em gọi lại cho. Rồi. Thông cảm em nha. Rồi. À, Chánh anh nuôi trên bờ hả? Nuôi trên bờ làm có làm rảnh thoát không? Có. Trên bờ nó nuôi thấy lâu dài nó thôi. Gạch bông đúng không? Ừ. Gạch trơn bảnh. Chứ đừng nghe như mấy em kia ra xài nền xi măng nó trời nó dơ dữ lắm. Thế vậy lâu ngày thấm như mình xài mình biết lâu ngày thấm hôi dữ lắm. Còn mấy con nữa? Để đi cho nằm lấy. Dễ lắm. Con trộn chùm cái đầu đó nha, chạy tới không à. Tới đặng nữa cơ. À, đủ 6 con rồi phải không? 1, 2, 3, 4. Rồi đủ 6 con rồi đó. Đó, dễ không? Nhầm con nó cũng vậy đó. Đó, mới nói làm chi. Nhưng con nó nhanh. Dữ ghê. Cái vợt nó hơi khó vớt. Xúc lên đi bà bản ạ. Ủa bản này thả gì ta? Bảy. Ai thả gì? Nằm thả hả? Cái gì? Bố hỏi gì? Cái đó kia mày. Ký mấy? Ký 7 phải không? Ký 8. Ký lô 7 luôn. Cái gì vậy? Không ai mà được bao nhiêu cái chạy gì. Trời ơi. Nói chuyện chứ nhìn đi ha. Hồi đó đi mua cái xuất khẩu của người ta khỏi cần thấy nâng cân tỷ lệ đâu. Ơi, sao né vậy? Trời. Quyền bắt hai con đực đi cưng. Ờ đúng rồi con đó đó. Bự đầu mà cũng nhảy. Trong đực á? Trong đực. Xích trong chút gần. Còn 88. 88 con đó chân cao. Con đó nhảy khỏi.
Lấy gần ra đi Năm. Lấy cần lại. Có đại đi nè. Ăn được bự lắm mà. Khi người biết nặng. Để làm dấu cho chú đi. Dạ. Nhiều kia. Ba ký sáu còn ba ký rưỡi. Đực nó bắt em. Chuyên nghiệp lắm mà. Bao chuyên nghiệp luôn. Nhiều. Ba ký tám. Rồi. Ôi, trời, chúc anh trai nuôi thành công nha. Anh em có mua trộm thì gọi trực tiếp cho em số 0914 444 865. Số đó em xài Zalo luôn nha anh em. Rồi.